Mến chào các bác Bên cạnh em là rất nhiều những cái phôi cây hoa giấy Mà khi em cắt tỉa em đã dâm lại Ví dụ những cái phôi em đã dâm được mấy tháng nó đã lên mầm như thế này Đây các bác nhìn này Lên mầm khá là tốt Và những cái phôi em vừa mới dâm cả Các bác nhìn thấy nó đã bắt đầu có những cái mầm nhú lên Tức là nó đã bắt đầu bắn dễ tơ rồi các bác nhé Và cái việc tận dụng lại những cái phôi hoa giấy Tức là những cái cảnh nó to một chút chúng ta dâm lại để tạo ra một cái gốc phôi hoa giấy. Sau này thì chúng ta sẽ lấy những cái phôi hoa giấy quý, phôi hoa giấy giống mới chúng ta ghép vào để chơi những cây hoa giấy rất là hay. Nó có rất là nhiều lợi ích khi mà chúng ta chơi hoa giấy ghép các bác nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ tận dụng cái vẻ đẹp và cái sự kỳ vĩ của những cái phôi hoa giấy khi mà chúng ta ghép vào những cái đầu cành này ghép vào những cái đầu thân này với những cái giống hoa giấy mới những cái giống hoa giấy siêng hoa thì sẽ làm cho những cái cây hoa giấy của chúng ta nó có thể nở hoa quanh năm nở hoa rực rỡ và nhìn rất là đẹp ngược lại nếu mà các bác chơi hoa giấy nguyên bản với một số cái dòng hoa giấy rất là ít hoa và khó có hoa ví dụ như là hoa giấy tím huế chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy rằng là chơi như vậy nó không đã bởi vì tìm Huế thường thường nó chỉ có hoa nhiều hoa nở rộ từ tầm tháng 9 tới tháng 10 âm lịch còn những cái thời điểm khác trong năm thì nó không có hoa chính vì vậy mà thường chúng ta sẽ chơi hoa giấy ghép chơi hoa giấy ghép rất là hay và rất là bền nếu các bác biết cách chăm sóc nó nhé và hôm nay em xin chia sẻ với các bác cái quá trình mà chúng ta sẽ ghép cái cây hoa giấy làm sao để cho cái phôi mà chúng ta ghép vào nó nhanh bám nhất và tỷ lệ sống lên tới 100% các bác nhé. Đây sau khi em không tưới nước một ngày thì cây hoa giấy nó hơi héo một chút này. Ví dụ như cái ngọn non nó gục xuống này và những cái lá này nó hơi chịu xuống tức là nó đã bị mất nước. Và khi các bác để như vậy thì là một điều kiện cực kỳ thuận lợi sau khi chúng ta ghép thì những cái phôi chúng ta ghép vào cái gốc cây hoa giấy này, cái tỷ lệ bám và tỷ lệ sống nó lên tới 100%. Ngược lại, nếu mà các bác để cho cái lượng nước trong giá thể nó quá dư, ví dụ sau thời điểm mưa kéo dài các bác ghép luôn, hoặc là hôm nay các bác ghép thì tối hôm qua các bác tưới quá nhiều nước. Khi mà lượng nước nó dư thừa như vậy thì các bác ghép vào nó sẽ rất là khó bám và nó hay bị thối bị nấm bị chết cái phôi ghép nhé và cái dụng cụ các bác ghép thì nó có vài cái dụng cụ cơ bản như sau đây em quay cho các bác xem nhé thứ nhất là cái con dao dọc giấy này đó các bác mua một cái hộp lưỡi này nó 7 đến 10.000 một hộp các bác thay dần cứ thay lưỡi mới nhé và lưu ý khi các bác sử dụng các cái loại lưỡi dao dọc giấy này thì các bác sẽ phải lau nó thật sạch tránh tình trạng là nhiễm trùng vào những cái vết cắt. Các bác hoàn toàn có thể sử dụng các cái loại dao ghép chuyên dụng hoặc là dao lam cũng được các bác nhé. Bên cạnh đó thì các bác có thể sử dụng cái băng dính đen. Ngoài cái việc các bác sử dụng băng dính đen thì các bác có thể sử dụng những cái băng chuyên dụng để ghép cây cũng được, nhưng mà em thấy sử dụng băng dính đen này là tiện, vừa dễ mua này, dễ thực hiện cái việc ghép. Thứ hai là cái túi zip túi zip này thì các bác không có có thể sử dụng cái túi ni lông trắng cũng được thứ ba là cái kéo để chúng ta cắt tỉa trước khi chúng ta ghép đó là những cái dụng cụ cơ bản để các bác tiến hành ghép cây nhé chúng ta cùng tiến hành đi ghép cái cây hoa giấy này đúng kỹ thuật để các bác có thể theo dõi để chúng ta làm theo các bác nhé đầu tiên để chọn phôi ghép thì các bác tốt nhất là nên chọn những cái dòng hoa giấy mới những cái dòng hoa giấy siêng hoa và những cái dòng hoa giấy quý để các bác ghép những cái dòng hoa giấy đó các bác ghép vào thì lúc nào cây nó cũng có hoa nhìn rất là đẹp nhé ở đây thì em sẽ sử dụng cái phôi của cái cây hoa giấy ta có rất là nhiều bác có hỏi là nếu mà các bác mua cái cây hoa giấy ghép về các bác muốn chơi nguyên bản thì làm thế nào thì chúng ta sẽ cắt luôn cái phần ngọn của cái cây hoa giấy để chúng ta dâm thì nó sẽ ra cái cây hoa giấy nguyên bản đơn giản như vậy thôi cái việc chọn phôi này các bác lưu ý nhé. Chúng ta sẽ chọn phôi bánh tẻ. Tức là các bác không chọn phôi quá già cũng như không chọn phôi quá non. Thì cái tỷ lệ thành công khi mà chúng ta ghép nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đó. Ở đây thì em sẽ lựa chọn một số cái phôi để thực hiện cái việc ghép. Đây. Em sẽ chọn một cái phôi này nhé. Có rất là nhiều cái phương pháp ghép hoa giấy khác nhau. Ví dụ như là ghép nêm hay là ghép áp hay là ghép mắt trước tiên là em sẽ dọn bớt những cái cành này đi các bác nhé đó sẽ dọn bớt những cái cành mà nó mọc ở những cái vị trí nó không phù hợp đi thì có rất là nhiều cái cách ghép khác nhau có những bác sẽ ghép trực tiếp vào cái đầu cành này đó ghép trực tiếp vào đầu cành này còn riêng em thì em rất là ưa thích cái việc là ghép vào cái cành mà tức là gọi là cái mầm nó lên từ cái phôi mà chúng ta dâm ấy. đây em sẽ cắt ở vị trí này. đây em sẽ cắt cái cành này. đó. và em sẽ ghép vào đầu cành. và cái việc ghép vào đầu cành này này thì tỷ lệ bám nó sẽ cao hơn rất nhiều ghép vào đầu của cái phôi là thứ nhất, thứ hai là sau này ấy, cái cành này với cái phôi ghép vào nó liền thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cây hoa giấy nó sẽ khỏe hơn ví dụ như là có hai ba cành các bác để các bác có thể ghép hai ba phôi vào nhau cũng được các bác nhé và em sẽ tiến hành sử dụng cái con dao dọc giấy này em sẽ cắt thật ngọt cái phần ngọn này đi để nó tránh hiện tượng bị xước nhiễm trùng khi mà chúng ta tiến hành ghép cái phôi các bác nhé đó và khi các bác ghép thì những cái mầm ở phía dưới cái phần phôi gốc các bác cắt hết đi nhé Để nó tập trung dinh dưỡng, để nó lên, nó nuôi cái phôi ghép Không thì các bác cứ để nguyên những cái cành ở phía gốc ấy Thì sau này ấy, mọi dinh dưỡng này, nước này Nó sẽ tập trung nuôi các cái mầm gốc Nó dẫn tới cái việc là nó sẽ bỏ các cái mắt ghép nhé Nó sẽ chết các cái mắt ghép đó các bác Đó và sau khi mà em đã cắt hết những cái mầm gốc này, những cái cành không liên quan thì em sẽ tiến hành ghép vào cái đầu cành này. Các bác cùng theo dõi nhé. Đây chính là cái phôi cây hoa giấy ta này. Một giống hoa giấy ra hoa rất là đẹp và hoa rất là bền. Thì em sẽ ghép trực tiếp vào đầu cành. Đây, ghép vào phía đầu cành này. Đầu cành này nó khá là bé cho nên là chỉ ghép một mắt thôi các bác. Còn nếu mà các bác ghép trực tiếp vào đầu cái phôi này thì các bác có thể ghép 3 đến 4 mắt các bác nhé. Đấy. Trên cái mắt mà chúng ta chọn này thì các bác sẽ chọn làm sao những cái vị trí đẹp nhất nó có từ 2 tới 3 nách lá là phù hợp các bác nhé. Và sau đó thì các bác sẽ lấy cái con dao dọc giấy, cái vị trí dao mà nó sắc ấy. Các bác sẽ chẻ cái đầu cành này các bác nhé. Đấy. sau đó ở trên cái phôi này thì em sẽ cắt vát nhé đó cắt vát thành hình lưỡi búa các bác Đấy. một bên ngắn một bên dài đây cái phía bên này, này nó dài hơn phía bên này nó ngắn hơn này cái phía dài hơn thì sẽ chê vào phía trong còn phía ngắn hơn thì sẽ để ở phía ngoài. Đó. Các bác để ý căn làm sao ấy. Khi mà chúng ta chêm thì hai cái phần vỏ nó sẽ tiếp xúc vào nhau các bác nhé. Hai phần vỏ tiếp xúc vào nhau thì tỷ lệ bám nó sẽ cao hơn rất nhiều. Sau đó thì sẽ lấy băng dính đen cuốn vào. Các bác lại để ý nếu mà các bác mua những cái cây hoa giấy ở trong khu vực miền Nam đặc biệt là khu đồng tháp vựa hoa giấy ấy, thì đến 100% là các bác trong đó sẽ ghép sử dụng cái băng dính đen hoặc là băng dính màu xanh màu vàng tóm lại là cái loại băng dính điện ấy, các bác ghép còn các bác ở ngoài bắc ghép ấy, thì lại hay sử dụng những cái cuốn ni lông chuyên dụng để ghép đó là những cái khác nhau nhưng mà qua thực nghiệm thì em thấy cuốn bằng cái băng dính này nó rất là hay nhé một là chúng ta thi công ghép rất là dễ nó rất là bám chúng ta đặt băng dính vào cái là nó bám ngay thi công được mọi vị trí hai là khi mà cái cành hoa giấy ghép ấy tức là cái phôi này này nó lớn lên nó sẽ làm giãn cái băng dính này ra thì nếu mà chúng ta có quên không tháo băng dính ra ấy, thì nó ít khi bị lằn giống như là cái ni lông chính ra cái ni lông nó giãn rất là thấp cho nên là hay bị lằn các bác ạ nó làm dẫn tới cái việc là nó sẽ bị thắt cái vị trí mắt ghép nó làm cho mắt ghép không lớn được tiếp theo là em sẽ lấy cái túi zip này lồng cái mắt ghép này vào cái túi zip túi zip kín các bác nhé sau đó sẽ lựa là zip cái miệng túi zip lại đó chúng ta tạo ra một cái môi trường như vậy thì cái mắt ghép nó rất là dễ nảy mầm và nhanh nảy mầm các bác nhé như các bác để ý một số bác mà ghép bằng cái băng uh, ni lông ấy, cái băng ghép ni lông thì các bác sẽ cuốn 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 quanh cái phôi ghép để nó kín. Thay vì việc vậy thì chúng ta sẽ sử dụng túi zip để chúng ta cho cái phôi ghép vào trong túi zip chúng ta zip lại. Còn nếu mà các bác không có túi zip này thì các bác có thể lấy cái túi ni lông, cái túi bóng kính, ấy. các bác uh, lồng vào rồi buộc nó lại cũng được. Như vậy nhé. Các bác hoàn toàn có thể ghép từ 3 năm mắt ghép trên một phôi bình thường. 3 năm màu trên một phôi bình thường các bác nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành một mắt ghép trên một cái phôi mà dâm nó phát triển thành một cái mầm như thế này, ghép trực tiếp lên mầm nhé. Các bác hoàn toàn có thể ghép trực tiếp vào đầu cành cũng được các bác ạ. Và các bác lưu ý, sau khi chúng ta ghép cái phôi cây hoa giấy vào cái gốc cây hoa giấy như thế này thì các bác sẽ dừng tưới cây hoa giấy từ 1 tới 2 ngày tùy vào độ ẩm của thời tiết. Và sau khoảng thời gian đó thì các bác lại tưới cho cây hoa giấy với một cái lượng nước tưới vừa phải. Cố gắng giữ độ ẩm của gốc cây hoa giấy khoảng 60 tới 65% thôi nhé. Tức là không để cho cái cây hoa giấy nó quá dư hoặc là đủ nước các bác uh, tưới cho cây hoa giấy nó đói nước một chút điều đó sẽ giúp cho cái uh, phôi mà chúng ta ghép vào cái cây hoa giấy này nó dễ dàng bám hơn còn nếu mà các bác để nước đủ và dư thừa nó rất dễ uh, vận chuyển nước lên cái đầu của cái phôi này này nó sẽ bốc hơi vào phía trong cái túi này nó sẽ gây ra nấm mốc vì lượng nước quá dư thừa là nấm mốc như vậy thì cái um, mắt ghép này nó sẽ bị thối các bác nhé nó sẽ bỏ mắt ghép đấy các bác lưu ý nhé ở đây thì em đã chuẩn bị sẵn một cái phôi em ghép một thời gian nó đã bật mầm trên cái mắt ghép rồi và trước khi tháo một ngày em đã cắt một cái lỗ ở cái túi zip này để cho không khí nó đi vào để nó cân bằng nhiệt độ giữa ngoài môi trường và cái nhiệt độ ở trong túi zip làm cho cái mắt ghép nó không bị sốc nhiệt khi mà chúng ta tháo cái túi zip ra và sau một ngày cắt cái lỗ như thế này này Đây các bác nhìn này Lỗ ở đầu túi zip này Thì em đã có thể tháo cái túi zip này ra Và khi tháo ấy Thì các bác lưu ý là cái Cây hoa giấy của chúng ta nên để vị trí mát nhé Đừng có phơi nắng ngay Nó hay bị héo cái Phôi mà chúng ta ghép vào đấy Héo cái mắt ghép ấy Đây Đó Các bác thấy nó bắt đầu này mầm này Tức là cái Mắt ghép này đã bám vào cái phôi cây hoa giấy này rồi đó mầm nó khá là đẹp này các bác nhìn này đó và bây giờ chúng ta chỉ cần chăm sóc thôi là cái phôi cây hoa giấy này nó sẽ uh, vận chuyển dinh dưỡng lên vận chuyển nước lên để nuôi cái mắt ghép này đây là cái phôi cây hoa giấy có một cái dáng cong cong và em đã ghép lên trên uh, cái đầu cành như thế này đó là một cách chơi rất là hay nhé cái việc chúng ta ghép cây hoa giấy thì chúng ta sẽ uh, có rất là nhiều cái thú vị trong cái việc chơi loài hoa này. Hy vọng qua video này là một gợi ý để các bác có thể có cái cảm hứng để chúng ta chơi các cái dòng hoa giấy ghép và biết cách ghép hoa giấy làm sao để cho nó bám 100%, tránh tình trạng là ghép lại thối, ghép lại thối thì nó rất là uổng nhé. Vâng xin cảm ơn các bác đã ghé thăm video trên kênh Hoa Vườn Nhà. Các bác xem video trên kênh Hoa Vườn Nhà nhớ nhấn vào nút like để ủng hộ em nhé nếu có chia sẻ góp ý gì thì các bác cứ để lại phần comment em cùng các bác sẽ cùng tìm ra giải pháp tốt nhất để chúng ta trồng các loại hoa cây cảnh trong vườn nhà đặc biệt là hoa giấy các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác